Hello, xin chào cả nhà. Con nói cái lời chúc sức khỏe cả nhà đều được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt ha. Hôm nay em siêu tầm được một cái máy gì đồng hồ dạng năng ha. Ôi, đồng hồ của mấy người sửa điện tử á. Thằng này không biết của chắc của Mỹ quá, chứ thường thường của Nhật nó không có nặng dữ đâu. Bài ngang của nó em nói là 19 ha. Bài cao 29. Nặng này 5 ký mấy á. Coi nặng quên rồi. Đây. 4 ký 3. Khủng khiếp. Đây, để mình quay cận cảnh cho quý khách xem ha. Tim còn lắc rồi ha, nó. Đồng hồ này thì hay xấu ha, còn ngoại là ok hết ha. Mấy cái nút dặn này đều dặn còn được, nghe cạch 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 hết nha ha. Đó. Này nặng dữ lắm, 4 ký mấy. Rồi sạc nó xài pin xài gì này ha. Cái nắp nó đậy lại nha. Nhưng mà trong cái nắp nó có cái tờ giấy hướng dẫn gì trong đây nè. Nè. Mình không phải thợ nên cũng bó tay chấm cơm luôn ha. Đậy vô thôi ha. Rồi cái này là cam kết máy móc thì chắc nguyên zin rồi. Có ai đâu sửa này, biết gì đâu sửa giờ. Sách có tay sách cầm luôn nè mới ghê chứ. Nặng 4,3 kg nha. Bây giờ cầm con tay là muốn đuối. Rồi, anh thợ nào muốn nghiên cứu, xài, dùng hay là lợi trưng bày hay là gì đó thì liên hệ em ha, qua số điện thoại 0939 396 480. Em tên Quá, 40 tuổi, chuyên gia bán đồ gia dụng nội địa Nhật ha. Bán qua các trang như Zalo, Facebook, YouTube hay Chợ Tốt. Rồi, em cảm ơn tất cả các quý khách, cô chú, anh chị em đã bỏ thời gian quan tâm theo dõi nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn rất nhiều.